Mình là Hậu Trơn ơi. Yes. Chúc bạn một buổi tối thật là vui vẻ các bạn nha. Thì cũng gọi là một cái clip gọi là hơi nâu một tí các bạn ạ. Bọn mình mới ra video các bạn nhá. Thì hôm nay bọn mình tiếp tục cái series ăn khuya các bạn ạ. Đấy, bọn mình ăn khuya với một mẹt nem nướng mọi người nhá. Bọn mình là cái món gọi là cực kỳ nghiện, tại vì dạo này hai anh em đều tăng cân. Tại vì bọn mình phải ăn những món này kiểu như nó sẽ giảm lại cái độ béo lại các bạn nhá. Được chưa? Đấy, quá ngon rồi các bạn ạ. Thì các bạn xem clip anh mình thấy hay cho anh xin một like, một share, một đăng ký kênh của mình nhá. Còn bây giờ thì mời tất cả các bạn nhá. Yes, Hậu Trơn mời tất cả các bạn nhá. Đấy, cũng lâu lắm rồi anh em mình không có quay clip cho các bạn xem các bạn ạ. Đấy, nhưng mà đây là không phải clip mình đăng lại đâu các bạn nhá. Clip này là anh em mình quay mới tinh, mới mua về các bạn ạ. Mới tinh luôn các bạn nhá. Đấy, các bạn xem lại cứ bảo là ui cái ông này có chắc lại đăng lại clip thì hơi buồn đấy các bạn ạ. Wow. Hôm nay anh em mình ăn khuya với lại lem nướng các bạn nhá. Thì căn bản là các bạn đừng có lem đá bọn mình nhá. Là ăn đi ăn lại các bạn nhá, vì tại vì bây giờ các bạn thèm nó quá rồi không chịu được. Đúng rồi. Biết làm sao bây giờ. Đấy, quấn một cái lem nướng vào đây các bạn nhá. Đấy, các bạn nhớ chưa? Nói chung là cái món này các bạn ạ, mà dễ ăn và mình cảm thấy là ăn nó ngon nữa. Các bạn nhá. Đó. Thành phẩm khi các bạn làm xong nó sẽ ra một cái lem cuộn như này các bạn nhá. Đấy, và các bạn chấm với cái nước chấm này của người ta ấy các bạn ạ. Tuyệt vời đấy. Mời các bạn nhá. Mời các bạn nhá. Giờ này béo quá rồi nhưng mà ăn cái này nó cũng béo đấy, nhưng mà nó cái độ béo nó sẽ giảm hơn tại vì có rau nữa các bạn nhá. Các bạn nhá, ngon tuyệt vời. Nó cũng phải nói là ngon tuyệt vời các bạn. Mình livestream bán hàng các bạn hỏi mình rất nhiều, rất nhiều các bạn có tính ngày ấy. Là 2 tuần mấy ngày này và 3 tuần mấy ngày này. Các bạn mình đọc comment ấy, dạo này mình đọc comment các bạn rất chi là kiểu như là ném đá bọn mình nhá. Mình ăn lốt bên này mình nói chuyện tiếp. Kiểu các bạn bảo là chắc là cái đôi này bỏ nghề các bạn ạ. Nói chung là anh em mình sẽ không bao giờ bỏ đâu các bạn ạ. Anh em mình mà bỏ nghề có mà YouTube nó phải xóa sổ YouTube thì mình mới bỏ nghề các bạn nhá. Đấy, anh em mình làm nói chung là cứ phải làm các bạn ạ. Làm để cho các bạn xem. Đấy. Ê, còn để mình nói cho bạn nghe, mình sẽ giải đáp những thắc mắc mà các bạn comment rất nhiều, là mình trả lời từng cái bình luận một. Những cái bình luận nào mà kiểu như là nó kiểu quá đáng quá là mình sẽ không trả lời, mình nói thật. Còn những cái bình luận nào mà bình thường mình trả lời được mình vẫn mình trả lời các bạn nhá. Cái đầu tiên là các bạn hỏi bọn mình là tại sao không đủ nội dung. Đấy, cái này thì mình trả lời được ngay. Là vì anh Hậu rất chỉ là bận, các bạn hiểu không? Anh Hậu bận từ sáng đến tối mịt, nên bọn mình chỉ tranh thủ được một tí buổi tối này bọn mình quay này thôi. Mình là rảnh nhưng anh Hậu không rảnh các bạn nhá. Vì thế là bọn mình mà đổi cái nội dung khác thì chỉ có một mình thôi các bạn ạ. Tại vì cái video của mình các bạn phải có anh Hậu các bạn mới xem cơ. Đấy, nó khe lên mình lạ. Đấy là cái lý do đầu tiên là mình trả lời xong các bạn này nhá. Lý do thứ hai là tại sao bọn mình lại không ra clip đều. Anh trả lời đi. Tại vì bận các bạn. Còn gì nữa? Thì bận bây giờ nói thế nào các bạn có tin đâu. Đấy, cứ bảo các bạn là mình bận các bạn nhỉ. Ừ. Đấy. Nhưng mà anh em mình sẽ cố gắng các bạn nhé. Sẽ cố gắng dành thời gian các bạn ạ. Đấy, quay clip cho các bạn xem thật nhiều các bạn nhé. Bọn mình đã đói đến mức đấy rồi mà còn các bạn nếu mà những các bạn mà không thích bọn mình ấy mà comment như nào thì bọn mình cũng đành chịu nhé các bạn nhé. Đây, bọn mình đã tâm sự thật, nói thật với các bạn rồi nhé. Ngon chưa? Quá tuyệt vời, lâu lắm rồi. Các bạn ơi, cái lem thịt này các bạn ạ, nó là thịt gì ăn nó ngon lắm các bạn nhé. Đấy. Người ta băm cả hành cả xả vào ấy. Đúng rồi. Mình quấn với những cái topping này các bạn ạ, ăn nó không bị ngán các bạn nhá. Đấy, xoài chua này, dưa chuột này, cà rốt này các bạn ạ. Nói chung là tuyệt vời đấy. Lâu lắm rồi mới ăn lại cái món này các bạn nhá. Các bạn nhìn anh Hậu ấy. Nhìn anh Hậu không phải là béo đâu mà anh cơ anh to các bạn. Giờ là anh tăng cơ. Nói tăng cân cho nó buồn cười chứ thực tế là tăng cơ các bạn ạ. Giờ này Hậu Trơn ngày xưa có 53 cân rồi các bạn ạ. Nhưng bây giờ 57 cân rồi anh em ạ. Wow, các bạn thấy tuyệt vời không? Tuyệt vời mới sợ chứ. Quá sợ luôn các bạn ạ. Hôm nay mình đến phòng tập với các bạn nhá. Mình nhảy lên bàn cân, mình không tin là mình 57 cân luôn anh em ạ.
ấy, còn ra hỏi mấy anh tập cùng mình bảo là cái các anh lại thấy em có béo không, mấy nào tao thấy mày béo đâu, thế em sợ các bạn ạ. Mà đúng dạo này căn bản là mình cũng lười quay ấy, nên là không phải suy nghĩ nhiều về clip các bạn, nên là vô tư chắc là tăng cân thật các bạn ạ. Khả năng là sắp tới là mình sẽ phải chịu khó quay nhiều clip để mình suy nghĩ các bạn ạ, để mình nghĩ ý tưởng ấy các bạn nhé, để mình quay cho các bạn xem đấy, để cho mình để cho mình giảm cân đấy. Mà đang nghe lúc đấy anh phải ra hỏi anh chủ phòng gym là anh có xoáy cái nút kênh cân không, mà em tăng tận mấy cân liền, 53 cân rồi, 57 cân là tăng 4 cân, eo ôi dã man. Mà mới có 1 tháng không làm video như mấy các bạn nhỉ, gần 1 tháng cái gì ngon. Mà nói chung là anh em mình ăn uống kiểu này nữa nó khó mà giảm cân nữa các bạn. Cứ nhịn cơm tối rồi khuya mới ăn này, béo gầy làm sao được các bạn nhỉ? Mình nói hết mình sẽ nói, ăn hết mình sẽ nói. Không, các bạn lại bảo có loại vô duyên. Rất nhiều bạn bảo mình thế. Và một cái điều nữa mà các bạn bảo với mình là tại sao không sáng tạo món ăn lên ấy, thì thú thật các bạn là Bắc Giang bọn mình thì chỉ có những cái món ấy quay đi quẩn lại thôi. Thì mình cũng đã từng nói tất cả video là các bạn mà có ý tưởng gì các bạn hãy comment xuống đây để bọn mình làm theo. Nhưng mà các bạn toàn comment này bún mắm ở miền Nam này, các món miền Trung thì bọn mình làm sao mà làm được. Đúng rồi. Và không bán đi mọi người ạ. Nếu mà bọn mình ở Hà Nội, mình thề các bạn, bọn mình mở đất Hà Nội nhá, bọn mình thay đổi món liên tục. Như kiểu như là tất cả những món ở Đà Lạt nhá, hay tất cả các thứ lơi các bạn ạ, thành phố lớn ấy, nó rất đa dạng món luôn. Bọn mình rất thích ở những nơi đấy các bạn ạ. Bao giờ mà cuộc sống anh em mình gọi là không phải lo nghĩ về tiền ấy, bọn mình sẽ lên những thành phố lớn bọn mình ở, bọn mình sẽ quay video cho các bạn xem tất cả những món ăn, review tất cả luôn. Nhưng mà mình cũng muốn làm một kênh các bạn, kiểu kênh dạng kênh như này các bạn nhé. Mình đi quay review ẩm thực ý các bạn. Đấy, đến những nơi này ăn những món này rồi quay các bạn xem các bạn ạ. Nhưng mà thực ra nó không có thời gian đấy các bạn nhé. Tối hôm nào mà anh Hậu rảnh thì là được ngồi như này, còn không rảnh nào thì hiện tại vẫn đang ngồi trước máy tính sửa video các bạn. Cái hôm nào mà quay nhiều, đâm ra các bạn đừng tưởng là anh Hậu nhàn. Anh Hậu nhàn trong tâm trí các bạn thôi. Kéo các bạn cứ nghĩ mình là tối đến lại đi tán gái đúng không? Không được nha. Nghĩ thế cũng phải các bạn nhỉ. Nghĩ thế cũng phải này. Đi suốt các bạn. Không biết đi đâu. Ngon thật đấy các bạn ạ. Lâu không ăn. Được đấy, món này xuất sắc đấy. Wow, nó ngon. Đấy. Quấn như này thôi các bạn ạ, ăn cho nó ngon. Chả ra người ta làm được cái lem nướng này cũng tài các bạn nhỉ. À chắc là người ta xay thịt ra các bạn ạ, xong người ta lắm vào cái đũa này các bạn nhá. Xay thịt sống á? Ừ đúng rồi. Lắm vào đũa. Nhưng mà phải có bột gì nữa các bạn. Anh phải hiểu người ta làm giò như thế nào để làm này cứ như thế. Thì là nó không mịn như giò thôi. Nó có xe bột để nó liên kết với nhau. Rồi mình chắc chắn phải có bột. 100% có bột liên kết. Nhưng mà rất dễ ăn các bạn ạ. Các bạn ăn cái này nó cảm giác nó không bị ngán các bạn nhé. Được á. Em hết em cuốn chưa? À, em cũng. Mình thì hôm nào sẽ làm cái làm mời anh Hậu một món, nhưng mà anh Hậu không ăn được thịt mỡ. Món gì? Lại thôi. Món gì? Thịt nướng cuốn.
thịt nướng sao không ăn được các bạn nhỉ? Nó thịt ba chỉ nướng cả đấy xong rồi thái mỏng ra từng cái lát to đùng như này này. Sao không ăn được? Em sợ anh không ăn được mỡ. Chả làm sao không ăn được các bạn nhỉ? Nè anh ăn được cái gì? Hôm nay em làm cho anh ăn nhá. Ok. Và những món cuốn nó nhớ là thịt các bạn. Cắt cho những miếng thịt mình sẽ nướng vàng xung quanh này các bạn ạ. Thái những miếng thịt to à. Thay thế như cái này các bạn. Ngon, xuất sắc luôn. Nhưng mà nó trước là của em nào không giống của mua đâu nhá. Của đi mua nó sẽ ngon hơn đấy. Nhưng mà không được chê. Nhiều món của nhà làm vẫn hơn các bạn không nhận không? Cái nhà ngon hay không thì là ở cái tấm nòng. Mấy ăn rưỡi giờ phải gần chục xuyên rồi mà chưa ngán các bạn. Nhưng mà thôi ăn nốt xuyên cuối cùng rồi các bạn ạ, không ăn được nữa. No lắm rồi. Ăn ngon. Thế thôi các bạn nhỉ. Ngon nhỉ. Nhưng mà xiên hôm nay em phê bình. Làm sao? Xiên này làm hơi dối. Nướng dối á? Không phải dối mà là thịt nó không đều. À. Nhỉ. Anh có thấy thế không? Nhưng mà ngon mà, thế được rồi. À thì em có chê nó không ngon đâu, em chỉ chê là nó làm hơi dối. Họ trôn ăn nốt xuyên cuối các bạn nhá. Ngon nha, ngon nha. Cái nước chấm này người ta biết làm kiểu gì ngon nhỉ? Nước chấm này phải lấu. Ngon. Có phải thịt xay hả nhỉ? Có bị quên hết anh ạ. Có nước này mới làm nên tên tuổi của món này. Ngon. Không có nước này vứt luôn cho ạ. Nói thẳng cho nhanh. Ngon. Ngọt quá ạ. Ăn từ đấy là trục riêng rồi còn gì nữa nhỉ? Anh lo rồi, em cũng khá lo lốt miếng này, chắc em lo căng rồi. Thế các bạn ơi, video của anh em mình cũng khá dài các bạn nhá. Chắc là mình sẽ dừng clip các bạn đây. Các bạn xem clip của anh em mình thứ hai nhớ cho mình xin một like, một share, một đăng ký kênh của mình nhá. Còn giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn nhá. Bye.